Đỗ Vũ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 30 Tết năm 2016, chúng tôi đang rất vinh dự được đón tiếp anh Ninh. Anh Ninh đúng không anh nhỉ? Anh đến từ Phủ Lý Hà Lam. Anh về anh lấy bức tranh đồng quê và quốc cụ. Tôi đang cho lên xe để đi bàn giao cho gia đình anh Ninh. Hôm nay anh Linh về tận Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để lấy bức tranh này. Và ngoài ra anh còn ký duyệt một chiếc kệ tivi bằng gỗ hương đỏ của Lào, chân đục hoa hồng và bốn cánh đục tay. Hôm nay là 30 Tết năm 2016, chúng tôi vẫn giao chuyến hàng cuối cùng cho gia đình anh Linh. Anh ở Phủ Lý Hà Lam. Đây là chiếc kệ tivi anh Ninh cũng vừa ký duyệt xong. Thành Luân chúng tôi là rất vinh dự được đón tiếp anh trong cái dịp Tết này. Đây là chữ ký của anh. Thành Luân luôn xin trân trọng cảm ơn anh và xin kính chúc anh năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Đợi em tí em chở anh ra. Hoặc là tí anh ngồi lên xe tải này ra luôn được này. Xe đằng nào cũng đi qua đấy mà. Anh Luân đang chuẩn bị cơm nước rồi đấy. Cơm thì ăn, có cơm thì ăn.